Quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Gia tăng bệnh nhân bị u vú. Đồ chơi trung thu xuất xứ Trung Quốc tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc. Mục Thầy thuốc và người bệnh mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những sai lầm trong sơ cứu trẻ bị bỏng. Trong mục Cẩm nang y học hôm nay là bài thuốc chữa bệnh á sừng bằng đông y. Cuối chương trình sẽ là câu chuyện về hút thuốc lá và bệnh lý tim mạch. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bản tin y tế. Vừa qua, khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 70 tuổi có khối u tinh hoàn nằm trong ổ bụng. Bệnh nhân là ông Vũ Văn Mờ ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hạ vị, sờ thấy khối u trong ổ bụng. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tinh hoàn ẩn. Tuy nhiên, do chủ quan không điều trị sớm đã biến chứng thành khối u tinh hoàn trong ổ bụng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bóc tách cắt khối u với trọng lượng khoảng 1,2 kg. Tinh hoàn ẩn là bệnh lý thường gặp ở nam giới. Những người bị tinh hoàn ẩn có nguy cơ vô sinh, đặc biệt nguy cơ ung thư cao gấp 10 lần so với những trường hợp tinh hoàn trong bìu nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, hiện nay tỷ lệ phụ nữ bị u vú đang có xu hướng gia tăng. Việc phát hiện và theo dõi sớm với căn bệnh này là rất cần thiết để tránh nguy cơ gây ung thư. Qua các chương trình khám tầm soát u vú và hướng dẫn bệnh nhân tự khám vú, các bác sĩ phát hiện một số phụ nữ bị u tuyến vú tăng cao hơn so với trước đây. Việc xuất hiện các u cục trên vú nếu được phát hiện sớm để theo dõi điều trị thì có thể không đáng lo ngại. Một số bệnh lý lành tính cũng làm xuất hiện u cục trên vú như sơ nang tuyến vú, u xơ tuyến vú, viêm tuyến vú và áp xe vú. Để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh ung thư, trẻ em phụ nữ nên tới các cơ sở y tế khám tầm soát u cục mỗi năm 2 lần và có thể tự khám vú tại nhà sau mỗi kỳ kinh nguyệt. Khi phát hiện u cục cần đến các cơ sở y tế thăm khám và điều trị. Đồ chơi trung thu là món đồ không thể thiếu với trẻ nhỏ trong dịp Tết đặc biệt này. Tuy nhiên, những món đồ chơi rất bắt mắt nhập lậu từ Trung Quốc được bày bán tràn lan ở các hàng quán trên địa bàn tỉnh ta lại đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe của các em. Ghi nhận tại các cửa hàng bán đồ chơi trung thu thành phố Hưng Yên, mặt nạ, đèn lồng, đồ chơi bạo lực như súng ống nhựa, đao kiếm có xuất xứ từ Trung Quốc là những mặt hàng được nhiều trẻ em lựa chọn bởi màu sắc kiểu dáng bắt mắt. Theo Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ Hóa học, những đồ chơi này ngoài nguy cơ gây sát thương trực tiếp còn ảnh hưởng tiêu cực về lâu dài đến sự phát triển thể chất của trẻ bởi đa số chúng đều trộn thêm nhiều phụ gia, hạt nhựa, màu công nghiệp kém chất lượng. Trong các nguyên liệu này có rất nhiều chất hóa học, kim loại nặng, độc hại đối với con người. Vì vậy, khi trẻ chơi rất dễ xâm nhập vào cơ thể bằng con đường hô hấp, tiếp xúc da, có khả năng gây dị ứng như nổi mẩn, ngứa ngáy, phát ban, thậm chí có trường hợp dị ứng nặng gây nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy, phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn đồ chơi trung thu cho trẻ. Vừa qua, Cục Quản lý Dược đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty Cổ phần Dược Minh Hải tỉnh Cà Mau thông báo về việc thu hồi trên toàn quốc thuốc kháng sinh Chimostan. Theo đó, thuốc viên nén bao phim Chimostan 500/250, thành phần có amoxicillin dưới dạng amoxicillin chihydrate 500 mg, sunbactam dưới dạng sunbactam natri 250 mg, số đăng ký VD-20158-13, số lô 004-0518, ngày sản xuất mùng 8 tháng 5 năm 2018, hạn dùng mùng 8 tháng 5 năm 2021, do Công ty Cổ phần Dược Minh Hải sản xuất. Qua kiểm nghiệm, mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính sunbactam natri. Công ty Cổ phần Dược Minh Hải phối hợp với nhà phân phối thuốc phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng viên nén bao phim Chimostan 500/250 và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên. Thống kê tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên thời gian gần đây, số trẻ bị bỏng tăng đột biến so với trước. Đáng chú ý là có khoảng 20% các ca bỏng được sơ cứu hoặc chữa trị không tốt, dẫn đến việc điều trị và phục hồi mất rất nhiều thời gian. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ Phạm Văn Việt, khoa ngoại nhi, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích để tránh những biến chứng đáng tiếc khi không may trẻ bị bỏng. Xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ, là trẻ thường bị bỏng vì những nguyên nhân gì ạ? Nguyên nhân chủ yếu là do bỏng nước nóng hoặc bỏng cháo, thức ăn nóng,
đấy, hoặc là bỏng lửa. Thưa bác sĩ, là trẻ bị bỏng thì được phân loại thành các cấp độ như thế nào ạ? À, ở trẻ em thì có 3 mức độ bỏng mà người nhà nên biết. Bỏng độ 1 là những cái bỏng mà có hiện tượng mà da nó đỏ lên, không có phỏng nước và chỉ có lớp da ở nông nhất là bị ảnh hưởng. Mức độ bỏng này thì có thể điều trị ở tại nhà, khỏi sau khoảng 5 đến 7 ngày. Bỏng độ 2 thì những cái đó là những cái bỏng sâu hơn một chút và có thể bỏng dày sâu hơn, tuy nhiên là chưa đến mức độ là ảnh hưởng đến mạch máu và thần kinh. Bỏng độ 3 thì là những cái bỏng nặng gây đau liên quan đến tất cả các nước của da như là nước mỡ, nước cơ, thậm chí là bỏng đến bỏng xương hoặc là mạch máu thần kinh ở trong. Khi trẻ bị bỏng thì người chăm sóc trẻ hoặc là cha mẹ trẻ thì cần phải làm gì để có thể sơ cứu cho trẻ? Khi mà trẻ bị bỏng thì việc đầu tiên người nhà cần nên làm là đưa cháu ra khỏi cái nguồn nhiệt tiếp xúc với cả bé, cởi bỏ quần áo, giày dép ra khỏi cái diện bỏng, sau đó là ngâm cái diện bỏng đó vào cái nước lạnh khoảng 20 độ, nước như thế là hợp lý nhất. Sau đó mình sẽ ngâm trong khoảng 15 đến 20 phút. Những cái bỏng như bỏng hóa chất như bỏng vôi tôi thì có thể ngâm lâu hơn. Cái việc ngâm này nó sẽ làm cho cái diện bỏng nhất là không sâu và bỏng nó sẽ không lan rộng. Bước thứ ba là không được bôi bất cứ thuốc hoặc hóa chất nào lên vết bỏng mà giữ cho vết bỏng luôn sạch. Sau đó là băng ép có thể gạt sạch lên trên diện bỏng để làm giảm đau tại chỗ. Nếu là trẻ nhỏ thì nên cho bú, trẻ lớn hơn thì nên cho uống nhiều nước, có thể là nước đường hoặc là pha chút nước muối để cho tránh cho bạn ấy mất cái nước điện giải, có thể gây đến sốc. Theo dõi trẻ và không được để thức ăn ùn ứ ở trong cổ họng của trẻ sau khi cho uống. Thứ hai là phải bế đầu cao nghiêng về một bên, tránh thức ăn trào ngược vào cái đường hô hấp. Và hai nữa là tìm mọi cách để đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Khi mà cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ sơ cứu cho trẻ bị bỏng thì thường mắc phải những cái sai lầm gì thưa bác sĩ? Chườm đá lạnh vào những cái vết bỏng, những cái việc đấy thì lại không giúp ích gì cho cái việc mà bảo vệ vết bỏng, mà lại gây tổn thương thêm những cái mô nó chưa bị bỏng. Đấy, khi này thì bỏng ngược lại thành bỏng lạnh. Thứ hai nữa là bôi những cái thuốc hoặc là kem đánh răng, mỡ chăn. Đấy thì cái vết bỏng sau khi đến đây thì cái việc vệ sinh của bạn ấy rất là khó. Vết thương vết bỏng nó đã bị bẩn thêm. Và khi mà đã bị bỏng đã đau rồi thì chúng tôi lại phải vệ sinh sạch. Nên là quá trình mà chăm sóc của những bệnh nhân sẽ là lâu hơn, dẫn đến tình trạng là cái đau của bạn ấy sẽ lại nhiều hơn. Bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên để cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ có thể phòng tránh tai nạn bỏng cho trẻ? Nên là cái việc chủ yếu là cái khâu chăm sóc, mình nên chú ý cẩn thận hơn một chút, nên là để xa hoặc là không vừa làm nhiều việc quá một lúc, cho ví dụ vừa bế con vừa pha sữa này, vừa bế con này vừa nấu canh hoặc là cho con gần bếp đấy, thì những cái đấy thì nó đều là vì trẻ con rất là hiếu động nên rất là nguy hiểm khi mà trẻ tiếp xúc với những nguồn nhiệt như thế. Xin cảm ơn bác sĩ với những thông tin bác sĩ chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Á sừng là một bệnh có tình trạng da khô ráp, bong chóc do các tế bào khi đã bị hóa sừng vẫn còn nhân. Bệnh thường khởi phát ở các vùng da điển hình như bàn tay, bàn chân, gót chân. Ngoài những tổn thương ngoài da thì người bệnh sẽ phải sống chung với tình trạng ngứa ngáy, đau rát rất dữ dội. Bệnh tuy không đe dọa đến tính mạng nhưng gây ra không ít sự khó chịu, bức bối. Trong mục hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Trinh, khoa ngoại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên sẽ mang đến cho quý vị và các bạn bài thuốc chữa hiệu quả căn bệnh này. Sau đây chúng tôi giới thiệu bài thuốc thanh vị dưỡng can thang gồm 3 chế phẩm. Thứ nhất là thuốc sắc, thứ hai là thuốc ngâm, thứ ba là thuốc bôi. Thì thuốc sắc gồm các vị, thứ nhất là đan sâm này, thổ phục linh này, bạch linh này, kê huyết đằng này, dạ rau đằng này, quế chi này, thanh bì và sa sâm. Thì mỗi vị thì khoảng từ 15 đến 20 gram cho bệnh nhân sắc uống ngày một thang. Cái thuốc sắc này thì là có tác dụng là điều trị nguyên nhân bên trong này, và giải độc tiêu viêm và chống dị ứng và điều hòa, tức là làm ổn định cơ thể. Nhưng mà ta cũng phải điều trị kiên trì kéo dài. Thứ hai là thuốc ngâm gồm các vị ví dụ như là khổ sâm này, tâm liên này,
lá đơn đỏ này, xài đất này, hoàng liên này. Thuốc ngâm thì là chúng ta đun sắc như thuốc uống ấy. Đấy, sắc được khoảng, đun sôi được khoảng 15, 20 phút hoặc 30 phút. Đấy, đun sôi thì xong mà để ấm già cho bệnh nhân ngâm khoảng, mỗi ngày ngâm khoảng từ 20 đến 30 phút. Thuốc ngâm bôi thì gồm các vị như là kim ngân hoa này, đương quy này, hồng hoa này, hoàng đằng này, cây hoa ngũ sắc, sư cô sao vàng và tán bột, hoặc là lấu thành cao, các vị cho vào lấu thành cao, bôi vào cái da vùng tổn thương ấy, ngày từ 1 đến 3 lần. Thuốc bôi này nó có tác dụng là làm tái tạo cái làn da và từ cái lớp biểu bì sâu, rất là hiệu quả. Trong cái thời gian mà mình điều trị không ăn các cái đồ cay nóng chất kích thích này, tức là dùng các cái hóa chất ví dụ như là xà phòng, sữa tắm thì cũng nên kiêng, bởi vì trong này nó có thuốc ngâm mà. Trong tất cả các nguyên nhân gây bệnh về tim mạch thì hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu và chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn. Vì vậy, hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn. Đã gần 8 năm kể từ ngày luật phòng chống tác hại của thuốc lá được ban hành, tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn ngang nhiên diễn ra. Trong khuôn viên của bệnh viện, nơi rất cần bầu không khí trong lành và thoáng đãng, người nhà bệnh nhân, thậm chí là cả bệnh nhân vẫn vô tư nhả khói. Ngay cả khi đã ngồi trên giường bệnh vì khói thuốc lá, nhiều lý do vẫn được đưa ra để bào chữa cho việc nghiện thuốc lá, thuốc lào. Tôi hút lúc bấy giờ khoảng tầm 16 tuổi, cứ học nhau thôi. Thế sau rồi là ta cứ thế là ta hút. Đi cày đi bừa rét mướt thì là nên làm điếu thuốc nào cho nó ấm phổi. Ở nhà thì mỗi mình thì buồn thì cứ hút thôi. Có chén nước chè thì uống vào rồi hút điếu thuốc nào cảm thấy nó cũng hay hay. 57 tuổi nhưng đã có gần 40 năm nghiện thuốc lá, thuốc lào. Ông Thực phải nhập viện để điều trị căn bệnh tăng huyết áp, xơ vữa động mạch vành, chờ phẫu thuật can thiệp. Nguyên nhân bệnh tình của ông phần lớn do khói thuốc. Biết là hại sức khỏe đấy, vợ con đi bỏ bỏ đấy, cũng đã thử rồi. Nhưng có điều là nó hơi buồn một tí, thì lại hút. Đã nghiện rồi thì bây giờ bỏ thì cũng cứ phải bỏ dần dần, chứ còn bỏ đi một lúc thì vẫn cứ thèm. Nghiện thuốc gần 30 năm, cai thuốc cũng đã được 5 năm. Nhưng những ảnh hưởng của khói thuốc lá tới sức khỏe của ông Tạo thì vẫn chưa dừng lại. Đây là lần thứ 2 trong năm nay, ông Tạo nhập viện điều trị căn bệnh xơ vữa động mạch vành. Cái bệnh nhịp tim nhanh và coi bệnh huyết áp là nó có liên quan đến cái thuốc lá, thuốc nào mà nó gây lên. Thì trong cái thời gian mà tôi còn hút thuốc ý, thì thỉnh thoảng trái gió dở dời là nó có ho mà có đờm. Thế từ khi tôi bỏ được thuốc thì cái ho với cái có đờm là nó giảm rất nhiều. Tôi bỏ được thuốc cảm thấy là sức khỏe nó có khá hơn nhiều. Thời gian ban đầu phải mất đến mấy tháng ấy, là nó vẫn nhớ vẫn thèm, nhưng với cái sự quyết tâm nên tôi bỏ được. Khoa tim mạch lão khoa bệnh viện đa khoa Hưng Yên, 8 bệnh nhân trong phòng bệnh này đều có thâm niên hút thuốc. Người nhiều nhất gần 40 năm, người ít nhất cũng trên 10 năm. Tác hại của khói thuốc tới sức khỏe là điều mà các bệnh nhân ở đây cảm nhận rõ và thấu hiểu nhất. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm thế giới có khoảng 7 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá và 600.000 người chết do phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động. Đối với những người hút thuốc chủ động hay thụ động thì nguy cơ mắc bệnh mạch vành cũng sẽ tăng gấp 2-4 lần so với người không hút thuốc. Thuốc lá là yếu tố số 1 dẫn đến nguy cơ mắc và tử vong do bệnh tim mạch. Các chất hóa học trong khói thuốc sẽ vào phổi, đến tim và đi đến các bộ phận khác của cơ thể thông qua hệ thống mạch máu. Chính vì vậy cho nên nó sẽ làm tổn thương tim và mạch của bệnh nhân, dẫn đến xơ vữa động mạch và dẫn đến những cái bệnh hay gặp như là đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải bỏ thuốc lá. Nếu có thể kiên trì cai thuốc, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi đáng kể trong cơ thể. Ngừng hút thuốc sau 8 giờ, nhịp tim trở lại bình thường. Sau 1 ngày, nồng độ CO trong máu trở lại bình thường. Sau 6 tuần, các độc chất trong cơ thể dần được loại bỏ, phổi hoạt động tốt hơn. Vì vậy, từ bỏ thuốc lá không bao giờ là quá muộn. Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc tạp chí của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.